xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, viên chủ Chùa Đường Ngự và chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Khiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, và chương trình được phát trên băng tần 16.12 và 57.19 Galaxy 19 trên toàn khắp Hoa Kỳ và Canada. YouTube channel của chương trình là IBC TV. Dạ, con xin kính chào Thầy ạ. Chí Đạo Phật, Thầy xin kính chào ca sĩ Jesse Thảo Vi, pháp danh Nhật Hiếu Hạnh. Xin kính chào quý tôn đức giáo phẩm và quý khán giả của đài truyền hình IBC. Yeah. Kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho biết tôn chỉ và mục đích của tạp chí Chân Nguyên là gì ạ? Xin Đạo Phật, thì cảm ơn con. Thưa quý vị, cái mục đích và tôn chỉ của tạp chí Chân Nguyên đó là bảo tồn nền văn hóa đặc thù của dân tộc Việt Nam và đồng thời xiển dường chánh pháp phục vụ dân tộc và nhân loại. Và cái tiêu chí mà chúng tôi có ghi lại rất rõ đó là tiếng nói của thanh niên Tăng Ni Việt Nam, tiếng nói của thanh niên Tăng Ni Việt Nam. Nó muốn đóng một cái vai trò như là một cái diễn đàn để cho giới Tăng Ni trẻ lúc bấy giờ biểu đạt những cái tư tưởng, những cái nguyện vọng của mình. Cho nên có những cái bài viết phải nói rằng là đọc cháy bỏng, nói lên cái khát khao, cái nguyện vọng trước một cái thời cuộc đảo điên của đất nước và dân tộc Việt Nam nói riêng và của cả thế giới nói chung. Cho đến sau một số rồi mấy năm sau thì lúc bấy giờ giáo sư triết gia Phạm Công Thiện đã rời chùa Việt Nam và đến ở chùa Diệu Pháp. Và chúng tôi đã mời giáo sư Phạm Công Thiện làm chủ bút và chúng tôi làm chủ nhiệm. Còn ở những cái năm đầu, những cái số trước đó thì không có ai làm chủ bút, chủ nhiệm hay là tổng thư ký của tòa soạn cả. Đặc biệt vui, chúng tôi muốn kể lại một cái kỷ niệm khá vui, đó là cái số đầu. Như là cái chương trình trước đây chúng tôi đã thưa, nếu mà nói là bất mãn thì không đúng, nhưng mà do có lẽ là tuổi trẻ vẫn có nhiều cái nhiệt huyết, nếu không nói là bồng bột. Khi mà giáo sư Phạm Công Thiện nói rằng là không có bài của tôi thì chưa có thể thực hiện cái tạp chí hiện thức được. Cho nên chúng tôi đã chủ trì để cho ra đời tạp chí Chân Nguyên. Và ở cái số đầu tiên chúng tôi đã viết một bài khá dài trên căn bản của tư tưởng Phật học, để phê bình cái tư tưởng triết học của một vị triết gia rất là nổi tiếng mà lúc bấy giờ giáo sư Phạm Công Thiện rất là hâm mộ, đó là triết gia Hai Đường Ngược. Và khi mà số 1 của Chân Nguyên ấn hành, chúng tôi đem cái tạp chí đó để tặng cho giáo sư Phạm Công Thiện. Và ngày hôm sau, trong một buổi sáng uống trà tại chùa Việt Nam,
Thì giáo sư Phạm Công Thiện đã nói với chúng tôi là tại sao thầy lại đả kích tôi. Tôi mới thưa chứ, thưa thầy, việc lý đả kích thầy như thế nào? Thầy biết tôi là người đã hết lòng ủng hộ triết gia hai đứa, tôi cũng đã viết bài cổ xí tư tưởng của ông, nhưng mà thầy lại viết bài để mà chống lại triết gia Heidegger, điều đó có nghĩa rằng là thầy đang có cái thái độ chống tôi, đại khái là vậy. Thì lúc đó còn trẻ thưa quý vị, thành tôi nói không, vô lý, chỉ trên cái căn bản của tư tưởng Phật học, nhận định về cái tư tưởng triết học của một cái vị triết gia người Đức, nhân viên lý cũng không có cái ý định chống thầy làm gì. Nếu mà chống thầy thì đã viết về những cái tư tưởng của thầy Phạm Công Thiện chứ không phải là của triết gia hay được. Thưa quý vị, câu chuyện nó còn dài nhưng mà chúng tôi chỉ kể một chút như vậy để như là một cái sự góp vui. Và sau đó thì một số anh em tăng ni trẻ đã đóng góp cái chất xám của mình bằng những cái bài viết cũng rất là sôi nổi, nó thể hiện được cái bản sắc rất là đặc thù của những thanh niên tăng ni bỏ nước ra đi nhưng mà vẫn canh cánh bên Lào, một ngày nào đó trở về quê hương thân yêu của mình để tiếp tục cái sứ mệnh giáo hóa độ sinh. Những bài viết phải nói rằng là cháy bỏng. Lâu lâu chúng tôi nếu mà có thời giờ lật lại những cái trang của tạp chí Trong Nguyên, chúng tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ở cái tuổi trẻ thì rõ ràng nó khác với cái tuổi của trung niên và lão niên. Mình bây giờ ở cái tuổi đã cao, mình nhìn lại cái chặng đường mà mình đã đi qua thì mình thấy có nhiều cái điểm rất là ngạc nhiên. Cái văn phong lúc bây giờ nó hoàn toàn khác. Khác nhưng mà cũng không phải là một cái gì lạ lắm, bởi vì nó cũng xuất phát từ ở những cái bản thể, những cái hồi báo lớn, những cái bản nguyện của những người mà muốn nối chí cha ông, thầy tổ của mình tiếp tục làm thế nào, đóng góp cái chất xám, đóng góp cái trí tuệ và lòng từ bi cho cái sự nghiệp xiển dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh. Cho nên hôm nay thì cháu Jesse hỏi những cái câu hỏi đã làm cho chúng tôi nhớ lại nhiều, rất là nhiều về những cái chặng đường, đặc biệt là ở những cái thời điểm mà vừa mới định cư tại Hoa Kỳ. Con có cái chia sẻ gì hay là con có cái thắc mắc gì thì thầy mời con. Dạ, kính bạch thầy, vì lý do gì mà tạp chí Chân Nguyên không tiếp tục mục tiêu mà thầy đã chủ trương ạ? Với Đạo Phật thầy cảm ơn. Thì thưa quý vị, sau những năm tháng dài trải qua nhiều cái sự đổi thay, với những cái biến cố mà ở đó có những cái vui, có những cái buồn, bất cứ một tổ chức nào, một cộng đồng nào nó cũng có những cái đẹp, có những cái hết sức là tiêu cực, nhưng mà đương nhiên mình không thể phủ nhận
những cái yếu tố tiêu cực. Nhưng mà trong nguyên không phải là do những cái yếu tố tiêu cực mà đình bản, mà đình bản. Nhưng mà vì có những cái đổi thay. Chúng tôi nhớ là vào năm 2008, khi mà chúng tôi hình thành ngôi chùa Điều Ngự ở tại thành phố Westminster, đương nhiên là cũng bàn với một số anh em để mà hình thành cái ngôi chùa Điều Ngự năm 2008, khánh thành đó thì năm 2016. Nhưng mà khi tạo mãi cái khu đất để thành lập chùa Điều Ngự thì thưa quý vị, năm 2008, khi mà chùa Điều Ngự đã được hình thành thì chúng tôi suy nghĩ ở trong đầu là mình phải có một cái diễn đàn. Do vậy mà chúng tôi đã xuất bản cái tạp chí Điều Ngự. Và lúc đó thì đã đình bản cái tạp chí Trong Nguyên. Do có những cái đổi thay, và chúng tôi nghĩ rằng là những cái đổi thay đó cũng đánh dấu cho những cái giai kỳ mà hoàn cảnh xã hội và những cái yếu tố về vấn đề nguồn nhân lực vân vân và vân vân. Nhưng mà với chúng tôi thì có những cái kỷ niệm rất là đẹp đối với tạp chí Trong Nguyên, bởi vì hơn ai hết mình là cũng người đã thúc đẩy để hình thành cái tạp chí đó. Dĩ nhiên một người không thể làm bao nhiêu việc, tạp chí Trong Nguyên có mặt là nhờ vào cái sự đóng góp của những cái ngoài bút của những anh em khác. Nhưng mà chúng tôi là người đầu tiên đã khởi lên cái ý nguyện muốn hình thành một tạp chí và biến nó thành một cái diễn đàn, một tiếng nói của những người thanh niên, tăng ni trẻ. Lúc đó không lâu thì thưa quý vị, chúng tôi có dịp được hội chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư đã nhờ một người Phật tử của mình, chúng tôi nhớ là nha sĩ Hạnh, điện thoại cho chúng tôi ở một cái ngôi chùa mà vừa hình thành, là thiền sư muốn đến để thăm. Tôi hỏi chứ chừng nào là thầy sẽ đến, thì nha sĩ Hạnh cho biết là nha sĩ Mỹ Hạnh khoảng nửa tiếng nữa. Nhưng mà không ngờ 10 phút sau thì thiền sư Thích Nhất Hạnh đã xuất hiện. Lúc đó chúng tôi lúng túng bởi vì chưa có kịp, cái hoàn cảnh lúc đó là đâu có đầy đủ những cái tiện nghi, chưa kịp chuẩn bị bình trà. Nhưng mà phải nói rằng là thiền sư rất là thông cảm, và khi mà ngồi xuống để uống trà thì thiền sư mới nói rằng tạp chí Trong Nguyên rất là giá trị, anh em cứ tiếp tục thể hiện cái lý tưởng của tuổi trẻ để phụng sự cho đạo, cho đạo. Chúng tôi nhớ là trước đó chúng tôi cũng có đăng một cái tác phẩm rất là bất hủ của thiền sư, đó là Tiếng Địch Chiều Thôn. Tiếng Địch Chiều Thôn, nói chung là tạp chí Trong Nguyên đã để lại cho chúng tôi nhiều cái dấu ấn khá ấn tượng, nhiều cái kỷ niệm rất là đẹp.
Và chúng tôi nghĩ rằng là nếu sau này có duyên lành thì mình có thể tiếp tục để làm cho tạp chí Trung Nguyên được hiện diện như là ở những cái năm của thập niên 80, tức là cái số xuất bản đầu tiên đó là năm 1985 vào tháng 10 năm 1985. Thì con có ý kiến hay là có những cái câu hỏi gì về vấn đề này không ạ con? Dạ không ạ, nhưng mà con có câu hỏi khác. Mời con hả? Kính bạch thầy, từ ngày thầy vượt biên đến nay thầy đã về thăm lại Việt Nam mấy lần rồi ạ? Thầy cảm ơn con ha. Thì thưa quý vị, mặc dù chúng tôi cũng có cái mơ ước là về để thăm lại quê hương thân yêu của mình, nhưng mà cho đến nay thì sau 40 năm rời xa đất nước thì chúng tôi chưa có dịp để quay lại Việt Nam và cũng chưa muốn quay lại trong cái thời điểm hiện nay. Có lẽ là cho đến khi nào mà đất nước thật sự tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng thì lúc bây giờ chúng tôi mới về. Và có lẽ là cơ hội đó sẽ không thể xảy ra đối với chúng tôi. Nhưng mà biết đó, bởi vì cuộc đời vô thường mà thưa quý vị, cái gì cũng có thể xảy ra và xảy ra một cách nhanh chóng. Vấn đề ở đây là thời gian. Tuy nhiên, cho đến nay thì thưa quý vị, để trả lời cho câu hỏi của cháu Jesse Thảo Vy nhập hiếu hành thì chúng tôi chưa bao giờ trở về lại Việt Nam để thăm quê hương của mình, dù chúng tôi rất là mơ ước sẽ có một ngày như thế. Kính bạch thầy, con xin cung thỉnh thầy cho biết cảm nghĩ của thầy trong sứ mệnh hiển dương chánh pháp tại Hoa Kỳ ạ. Thầy cảm ơn con ha. Thì cái cảm nghĩ của chúng tôi đó là rất là hạnh phúc, rất là hoan hỷ, vì mình đang ở trên một cái xứ sở hoàn toàn tự do. Tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do. Có thể nói rằng là tất cả cái quyền tự do căn bản nhất của con người là như đã được những cái công ước quốc tế mà nhiều nước đã ký kết tôn trọng. Cho nên chúng tôi có nhiều cái đam mê, nhiều cái hoan hỷ để cống hiến trong cái khả năng mà mình có thể cống hiến cho cái sứ mệnh hiển dương chánh pháp, phục vụ dân tộc và nhân loại. Khi mà chúng tôi hình thành cái đài truyền hình IBC, thưa quý vị, hết sức là vất vả. Và cái ước mơ để xây dựng, để thành lập một cái đài truyền hình, nó đã có từ nhiều thập niên trước đây. Mà chúng tôi cũng đã chia sẻ cái ước mơ này với một số người. Nhưng mà có lẽ là trong cái thời điểm đó, nhân duyên chưa chín mùi, nhân duyên thời tiết chưa có chín mùi. Cho nên những cái mơ ước của mình cũng chỉ là mơ ước, dù mình rất rất là muốn. Nên nói chung á, là chúng tôi rất là vui vì mình có được những cái điều kiện, nhất là cái sự tự do để có thể thực hiện những gì mà mình có thể thực hiện trong cái khả năng. Nhưng mà cũng có những cái điều mình chưa thật sự vui, bởi vì có những cái hoài bão lớn mà mình chưa có thể hiện được, mình chưa thực hiện được, do những cái hoàn cảnh, do những cái điều kiện nó chưa hội đủ, chưa hội đủ những cái yếu tố và điều kiện cần thiết để mình có thể thực hiện cái ước mơ
của một vị tu sĩ khiêm tốn. Cái ước mơ của chúng tôi thì có lẽ cũng không khác gì cái ước mơ của quý vị. Ai trong chúng ta cũng có rất nhiều cái ước mơ, nhưng mà làm sao để biến cái ước mơ đó thành hiện thực, làm thế nào để hiện thực hóa những cái hồi báo lớn của mình, điều này nó còn tùy thuộc vào rất nhiều cái yếu tố, chứ không phải là chỉ với những cái mơ ước. Và những cái ước mơ đơn giản mà mình có thể tiến hành bao nhiêu cái việc lớn ở trước mắt. Cứ lấy một cái thí dụ, chúng tôi muốn hình thành một cái đại học Phật giáo ở tại Hoa Kỳ. Đây cũng là một cái điều mà chúng tôi ấp ủ từ lâu, nhưng mà mình chưa đủ những cái điều kiện như là tài chánh, như là nhân sự. Nhân sự thì mình có thể thỉnh mời. Cái điều này nó khó nhưng mà cũng không phải là khó khăn lắm, không phải là vượt ngoài cái khả năng của mình. Nhưng mà lấy đâu ra tiền để có thể xây dựng một cái cơ sở có đầy đủ tầm cỡ cho một cái đại học đúng với những cái nguyên tắc mà luật pháp Hoa Kỳ đã ấn định. Điều này không phải là dễ dàng. Chúng tôi đã hình thành một cái viện có tên là Viện Nghiên cứu Phật giáo Thế giới. Viện Nghiên cứu Phật giáo Thế giới này, thưa quý vị, nó bao gồm nhiều cái thành phần nhân sự khác nhau, thuộc nhiều quốc gia, như là Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ, vân 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 vân. Ở Âu Châu có, ở Á Châu có, ở Bắc Mỹ Châu có, kể cả Úc Châu. Nhưng mà muốn hình thành một cái đại học Phật giáo với cái danh nghĩa thật sự thì không phải là đơn giản. Đại học thì phải có một cái thư viện tầm cỡ, có sinh viên, có giáo sư, và đương nhiên phải được Bộ Giáo dục chuẩn nhận, đúng cái tiêu chuẩn của một đại học. Chứ còn đại học mà đại học trên danh nghĩa thì nó đâu có giá trị, còn nhiều cái hoài bão khác rồi. Nhưng mà chưa thực hiện được. Và chúng tôi tin là một ngày nào đó thế nào thì những cái điều mà mình ước mơ mình cũng sẽ biến nó thành hiện thực. Chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng cái ước mơ đó. Mà cái ước mơ quan trọng nhất là làm sao để Phật giáo ở Hoa Kỳ là một nền Phật giáo Hoa Kỳ, chứ không phải là Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Giống như là Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Đại Hàn, Phật giáo Tây Tạng cũng là Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ, nhưng mà khi du nhập vào từng quốc gia thì Phật giáo đã bám rễ vào từng cái quốc gia đó, chứ không phải là một cái loại tầm gỡ hay cả là trong một cái nhóm, trong một cái cộng đồng nữa, mà nó là một cái nền Phật giáo quốc gia. Như vậy thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu chung của quảng đại quần chúng. Như vậy thì cái sinh mệnh của Phật giáo mới lâu dài được. Thì đây là một cái vấn đề mà khi bất cứ ai trong chúng ta tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy những cái điều mà chúng tôi trình bày là một cái gì rất là thực tế, chứ không phải là mơ hồ hay là chỉ dựa trên những cái ước vọng. Chúng tôi thấy là kim đồng hồ đã
không cho phép trình bày thêm. Thì thầy xin cảm ơn con rất là nhiều về những cái câu hỏi mà hôm nay cũng như là những cái chương trình trước đây con đã đặt ra cho thầy. Dạ, rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước khỏe, trang nghiêm. Xây thương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu.